tuần này, Mỹ sẽ tiếp tục viện trợ quân sự cho Ukraine với gói hỗ trợ mới trị giá 1,85 tỷ đô la Mỹ. Như vậy, kể từ khi Nga đưa quân vào Ukraine ngày 24 tháng 2, Mỹ đã viện trợ tổng cộng 21 tỷ đô la Mỹ cho Ukraine và có vẻ như các gói hỗ trợ sẽ không có điểm dừng. Trong cuộc họp báo chung ngày 21 tháng 12 tại Nhà Trắng, Tổng thống Joe Biden nói với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky rằng người dân Mỹ luôn sát cánh cùng các bạn trên mọi chặng đường cho đến khi nào còn có thể. Tổng thống Zelensky cảm ơn nhưng lưu ý rằng Kiev vẫn cần nhiều hơn nữa để giành chiến thắng trong cuộc xung đột. Sự ủng hộ của Mỹ là rất quan trọng, không chỉ để đứng vững trong một cuộc chiến như vậy, mà còn nhằm đạt được bước ngoặt để giành chiến thắng trên chiến trường. Chúng tôi có pháo. Vâng, chúng tôi có nó. Nhưng vậy đủ chưa? Thành thật mà nói, không hẳn. Dưới đây là 5 loại vũ khí từ gói viện trợ mới nhất của Mỹ cho Ukraine. Hệ thống Patriot MIM-104. Hệ thống tên lửa đất đối không Patriot cho đến nay là vũ khí đắt nhất được cung cấp cho Ukraine và là một trong những loại tiên tiến nhất. Ông Zelensky tin rằng khẩu đội này sẽ tăng cường đáng kể khả năng phòng không của Ukraine. Các tên lửa PAC-3 được cung cấp cho Ukraine để dùng với Patriot có thể bắn trúng mục tiêu như máy bay, tên lửa đạn đạo và máy bay không người lái, bay cao tối đa 15,2 km ở khoảng cách 19 km, vận hành ở tốc độ Mach 5 khoảng 6.173 km/h. Mỗi tên lửa PAC-3 có giá 4 triệu đô la Mỹ. Tuy nhiên, Lầu Năm Góc đã từ chối cho biết có bao nhiêu tên lửa sẽ được gửi cùng với khẩu đội và lực lượng Ukraine cần vài tháng huấn luyện để có thể sử dụng thành thạo hệ thống này. Đạn tấn công trực tiếp hỗn hợp JDAM. Gói viện trợ mới sẽ bao gồm một số lượng không xác định đạn tấn công trực tiếp hỗn hợp JDAM. Đây là những bộ dụng cụ dẫn đường được gắn lên bom thông thường, biến chúng thành vũ khí dẫn đường bằng GPS chính xác. Mỗi bộ JDAM hoàn chỉnh gồm một thiết bị tìm kiếm GPS, một hệ thống định vị quán tính và một bộ vây đuôi để gắn vào quả bom. Một quả bom thông thường nếu được trang bị JDAM có thể đánh trúng mục tiêu với độ chính xác 4,5m, tầm tấn công 45 km. Quân đội Mỹ đã sử dụng bộ dụng cụ này trên những quả bom nặng tới 900 kg. Phi công sẽ nhập tọa độ GPS của mục tiêu và thả bom rồi nhanh chóng thoát khỏi khu vực nguy hiểm. Hệ thống HIMARS và đạn Excalibur. Hệ thống tên lửa pháo binh cơ động cao M142 HIMARS đã thay đổi cục diện của xung đột sau khi xuất hiện vào mùa hè 2022, cho phép lực lượng Ukraine tấn công vào các vị trí của Nga với độ chính xác cao và sức công phá lớn trong phạm vi khoảng 90 km. Gói viện trợ mới sẽ bao gồm một lượng đạn bổ sung không được tiết lộ cho 20 hệ thống HIMARS đang có mặt ở Ukraine. Kiev có 10 hệ thống tương đương khác từ các đồng minh phương Tây, ví dụ các biến thể MARS của Đức và M270B1 của Anh, cùng với 18 hệ thống HIMARS khác đặt hàng từ Mỹ. Gói viện trợ mới nhất cũng bao gồm 500 viên đạn pháo 155mm dẫn đường chính xác, tức loại đạn Excalibur mà một chỉ huy Ukraine gần đây cho biết là đã cho thấy sự hiệu quả, phá hủy các phương tiện từ xa và gây tổn thất nặng nề cho đối phương. Đạn có tầm bắn hiệu quả khoảng 48 km và có thể được lập trình để kích nổ trên không hay khi va chạm. Tên lửa chống bức xạ AGM-88 HORM. Ukraine đã và đang sử dụng tên lửa chống bức xạ tốc độ cao HORM do Mỹ sản xuất để tấn công các hệ thống phòng không của Nga từ xa. Khi HORM lần đầu tiên xuất hiện ở Ukraine vào mùa hè, các nhà quan sát đã rất ấn tượng khi không quân Ukraine có thể hoán cải để gắn tên lửa này lên các máy bay chiến đấu thời Liên Xô cũ. Tên lửa HORM tương đối cũ được triển khai lần đầu tiên vào năm 1983. Tên lửa dài 4,2m, nặng 360 kg và có thể bắn trúng mục tiêu ở khoảng cách 48 km với tốc độ tối đa Mach 2, khoảng 2.470 km/h. Sự xuất hiện của nó ở Ukraine đã gây thêm khó khăn khác cho các lực lượng phòng không của Nga. Phương tiện chống phục kích Cougar và xe bọc thép Humvee. Trong mùa đông, cả Ukraine và Nga sẽ tìm cách lợi dụng mặt đất đóng băng để khởi động các cuộc tấn công cơ giới mới và giành lấy động lực. Xe tăng và các loại xe bọc thép vẫn là cú đấm đột phá, nhưng các phương tiện trinh sát và bọc thép nhẹ sẽ rất quan trọng trong việc thăm dò các tuyến phòng thủ và lao qua các điểm yếu. Quân đội Ukraine đã thể hiện khả năng dùng chiến thuật đơn vị nhỏ hiện đại linh hoạt chống lại đối thủ nặng nề chậm chạp. Họ sẽ được hỗ trợ bởi 37 phương tiện chống phục kích MRAP Cougar trong gói viện trợ mới. Trước đó, Ukraine đã nhận được 20 chiếc Cougar và một số lượng xe Mastiff là biến thể của Cougar trong quân đội Anh. Ngoài ra, 120 xe Humvee cũng đang được gửi đến Ukraine từ kho dự trữ của Mỹ. Hãy bấm đăng ký kênh Điểm Nóng Toàn Cầu và nhấn nút chuông để dòng thời sự thế giới luôn sôi động trên màn hình của bạn. Điểm Nóng Toàn Cầu, video mới nhất về thời sự thế giới từ Báo Thanh Niên.